Sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc chuông gió bằng giấy như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Đó, cái cuối cùng này. Vậy là mình đã làm xong. Giờ mình sẽ dùng một cái bút màu để tô phần cánh lại nha. Sau đó mình sẽ dùng một cái đường thẳng. Các bạn sẽ cắt cho mình một cái đường thẳng. Tiếp một cái nữa này. Rồi mình sẽ gắn nó lên cái phần giấy này. Sau đó giờ mình sẽ dùng đến tờ giấy màu xanh. Đối với tờ giấy màu xanh này mình sẽ cắt ra 3 giọt nước nha. Cái thứ hai này. Cái thứ ba này. Giờ mình sẽ gắn giọt nước lên nha. Tiếp này. Mình sẽ dùng một cái bút này để vẽ tiếp cái đường hoa văn nha.
sẽ trang trí nha. Đây mình sẽ kẻ những cái đường sập. Vậy là mình đã vừa làm xong một cái chuông gió bằng giấy có hình bông hoa, màu hồng như thế này, và ở dưới mình trang trí bằng những cái giọt nước màu xanh nha. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt.